quán ăn của mình đã mở cửa. Đi ăn cái đã. Chào ba. Chào con. Ba muốn ăn. Dạ có ngay đây. Ba uống nước trái cây nha. Ừ con yêu. Quán ăn của mình đã mở cửa. Xin mời vào, xin mời vào. Chào ba. Ba uống nước ngọt nha. Ừ con yêu. Wow, đẹp quá. Ba đi đâu rồi? Được thôi. Cảm ơn con yêu. Hả? Được rồi. Wow. Thắng rồi. Làm bánh kẹp. Bánh kẹp sao? Bánh kẹp. Được rồi, có ngay đây. Nước đường caramel đây. Bánh có ngon không bà? Ngon lắm con gái. Bánh kẹp sao? Được thôi. Xong rồi. Bánh kẹp đây. Tạm biệt con gái. Ba dùng sô cô la nha. Ừ con trai. Wow. Món ăn tốt cho sức khỏe đây. Ai món ăn tốt sức khỏe không? Món ăn tốt cho sức khỏe sao? Bà thích ăn món ăn tốt cho sức khỏe lắm. món ăn tốt cho sức khỏe rất là ngon. Món ăn tốt cho sức khỏe sao? Được thôi. Món ăn tốt cho sức khỏe của quán mình đây. Ồ, trái cây à? Wow, ngon quá, ba thích trái cây lắm. Ba muốn ăn kem. Ăn kem sao? Vậy ba đi theo con. Được. Con sẽ làm món kem cho ba. Wow, món kem ngon lắm. Rất là ngon. Món kem hả? Mình đã có cách. Đây là món kem ở quán của mình. Wow. Mời ba ăn kem. Hấp. Chuyện gì vậy em? Androma, mình cùng nấu ăn chung đi. Được rồi. Tuyệt vời. Chào em. Chào anh. Anh muốn ăn. Được thôi. Ăn. Được rồi mà. Hành tây, cà rốt, cà chua, bắp cải, nấm, khoai tây. Chà một chút. Xong rồi. Món súp của anh có chưa? Cho em một chút. như vậy đâu. Hãy dùng cái muỗng này. Đau quá. Chờ em một chút. Đợi xíu nha. Lạnh quá. Không cho muối à. Được chưa? Không có tiêu. Được rồi. Tiêu đây. Ngon không?